đi quê hương nhà thân còn một quân sân thường thì ta còn chiến đấu quên sạch nó đi đời ta cũng về chúng ta chiến đấu theo quê nhà ta những ngày chưa sang đời Thank you.
Hey, nhà tôi chết rồi.
Ê nhạc đổi chân lên. Ông ghế này thì bảo mọi người ngồi xuống các cái gì, có phải người ta hát đi qua mà. Họ hát đi qua mà cứ ngồi là thật. Thật, mình đã đứng đằng trước có ghế rồi. Đấy, các bà cứ ngồi qua đi. Ông đang bảo cái gì á, bảo bảo cái gì. Còn ngựa có xe hồ. Nhiều lắm. Thank you.
muốn nhìn đổ hầm những lời dầm dơm thách máu trộn ủ đỏ ăn không ngúng chí không mòn với các đại đoàn 308 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 công lao, đại đoàn 307 vinh quang, đại đoàn công pháo 331 và trung đoàn pháo cao xạ 307 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quốc cờ ta. Quân sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hình thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần ý chí quyết tâm chiến đấu anh dũng, lập những chiến công hiển hách từ hai cách Hà Nội đến Điện Biên Phủ, từ núi Thành Nha đến chiến trường Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc làm nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên lục địa, xây dựng nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, được Đảng nhà nước vinh dự danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thank you.
cuối năm sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang vào lễ đài. Trải qua gần 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn. Thank you.
Nhìn màn hình kia bên thấy chưa? Hình như cháu đó à?